Về đường xa ước mơ, anh muốn anh đưa em về. Ai đường xa ước mơ. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại làm một tiếp tục một cái vấn đề với một cái tiêu đề là sử dụng Wi-Fi khi mất điện, nếu không có cái này thì cháy. Có một cái bạn comment, bạn ấy nói là có nhiều người sử dụng Wi-Fi bị trên cái ắc quy á, khi mất điện bị cháy rồi. Cho nên em sợ không dám làm nên anh làm hộ cho em một cái. Nói rất là đơn giản thôi, tuy nhiên thì mình vẫn cứ phải thử cho các bạn thấy, và có thể là các bạn sẽ ở trong những cái đôi khi con người ta, những người mà người ta đi đầu tiên ấy, thì thường là cho là một cái thằng điên, một cái thằng hâm và một cái thằng hộ, một cái thằng chập mạch. Và chính vì thế cho nên Tesla đã bị gán cho một cái gọi là cái bệnh điên. Và đến 80% cái dự đoán của Tesla là, cái phát minh của Tesla là đến bây giờ người ta đang hướng ứng dụng và rất cực kỳ chi là đúng luôn. Còn 20% thì có thể là nó đang nằm ở trong cái số nghi ngờ và cái số điên. Vì thế mà các bạn có tin hay không thì đây là cái chuyện mà mình nói với các bạn là hãy tin mình. Hãy tin mình. Và không cần nghi ngờ, không cần nghĩ ngợi bất kỳ điều gì. Còn các bạn không tin thì thôi, một ngày nào đó thì có thể các bạn sẽ tin là các bạn sẽ sử dụng một cái cuộn dây cho những cái cục modem như thế này. Khi mất điện thì các bạn nên dùng bình ắc quy hoặc là pin để chạy modem. Nhưng cái bình ắc quy như thế này, tuy nó nhỏ thế này thôi, nhưng bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nó như thế nào. Nó là cực kỳ mạnh điện, có nghĩa là dòng của nó rất là siêu lớn. Đây, các bạn thường thường các bạn dùng, bạn chẹt là các bạn biết là cái dòng nó là siêu lớn luôn. Cái loại nhỏ như thế này mà nó đang còn cái dòng như vậy thì cái loại to hơn nữa. Thì các bạn nghĩ sao? Kể cả một cái tô vít như thế này, to như thế này luôn, thì nó cũng đánh thủng luôn. Vì thế mình sẽ làm một cái cuộn, gọi là cái cuộn thần kỳ trên một chiếc bút để sử dụng cho modem Wi-Fi. Đó là một cái cách mình nghiên cứu ra mà gọi là dễ nhất cho các bạn trong các loại dễ. Có nghĩa là không còn cái gì dễ hơn, không còn cái gì có thể dễ hơn được nữa. Bởi vì nếu như các bạn kiếm những cái linh kiện điện tử thì có vẻ là đối với những người bình thường thì có vẻ hơi khó, nhưng cái này thì hầu như là ai cũng làm được, và mình nghĩ là không còn cái gì có thể dễ hơn được nữa. Ok, bây giờ mình bắt tay vào làm và thử luôn cho các bạn. Với cái modem 9V, với modem 12V, các bạn sẽ đọc thông số ở trên đây, ở đằng sau đây sẽ có, và có đề là 12V, 12VGC thì các bạn đấu vào nguồn ắc quy 12VGC. Còn với modem 9V thì các bạn không nên đấu vào ắc quy 12VGC bởi vì điện cao quá, mà các bạn sẽ sử dụng hai cục pin 4,2V nối tiếp với nhau, nó sẽ chạy được và không cần qua bất kỳ một cái thứ gì. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Ok. VGC. Bây giờ mình sẽ, đây là dương, âm, cắm vào đây, dương, âm, dương sẽ đấu vào cái dây USB này.
chưa? Đầu còn lại nó là như thế này, một cái bình ắc quy này và đầu còn lại của cái này âm sẽ đấu âm, còn đầu còn lại của cái này sẽ đấu bình ắc quy. Chưa chạy chưa? Ok nhá, không vấn đề gì đâu, chạy là chạy. Bây giờ là đến cái modem này. Cái này sẽ là 9V thôi. 9V thì bây giờ các bạn sẽ đấu lấy một cái dây 9V. 9V thì lấy một cái rắc như thế này, cắm vào đây. Đây là dương. Các bạn sẽ lấy pin. Pin mình là pin 4V2. Được chưa? Còn đầu dương á sẽ nối cái này, đốt cho các bạn. Được chưa? Ok, chạy như con lợn luôn. Thế này, đèn sáng này. Đây là đèn cổng. Kể cả các bạn đấu như thế này, đấu như này cũng được. Đây, bạn đấu cả thôi, như chập như này nó cũng được. Nhưng mà đấu qua cuộn cả. Đây. Nếu như pin khỏe, pin yếu thì không cần phải dùng cái này nữa. Bật đi. Phải dùng cái này. Đấu thẳng vào đây. Ok. Rồi. Rồi.